Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu là phần điểm các tin chính. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, sáng hôm nay 31 tháng 8, tại nhiều địa phương trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông. Sau khi ra tối hậu thư cho các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, quân nổi dậy Libya tiếp tục tăng cường binh lực áp sát Sirte, thành phố quê hương của nhà lãnh đạo Gaddafi. Trong khi đó, NATO tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mệnh tại Libya, trong khi các nước phương Tây từng bước dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của chế độ Muammar Gaddafi nhằm tài trợ cho lực lượng nổi dậy. Ngày 30 tháng 8, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa những người Hồi giáo và Cơ đốc tại thành phố Gios, thủ phủ bang Plateau, miền trung Nigeria, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 30 người trong các cuộc xung đột xảy ra tại đây từ hôm đầu tuần. Những ngày tháng 8 lịch sử này, cùng với đội ngũ chuyên gia của các nhà thầu trong nước và quốc tế, những đoàn thanh niên, những kỹ sư, công nhân trẻ của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia góp sức trẻ của mình vào việc xử lý các tồn tại kỹ thuật và đảm bảo an toàn an ninh cho nhà máy trong quá trình bảo dưỡng. Phân xưởng cracking xúc tác, một trong những phân xưởng công nghệ quan trọng để tạo ra xăng và dầu diesel của nhà máy lọc dầu Dung Quất đang được bảo dưỡng. Bên cạnh các chuyên gia nước ngoài thì những kỹ sư trẻ, những đoàn viên thanh niên của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đang góp mặt vào việc kiểm tra, giám sát quá trình bảo dưỡng. Đây là lần đầu tiên bảo dưỡng tổng thể nhà máy. Thì bản thân là một đoàn viên thanh niên của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, thì chúng tôi là đây là một là cũng như là thách thức, cũng là một trách nhiệm để chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giao giám sát nhà thầu, tuân thủ các quy định bảo dưỡng sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đã đưa ra và yêu cầu nhà thầu thực hiện với các mục tiêu là an toàn, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ngoài những công việc chuyên môn, các đoàn viên thanh niên của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ mới là hỗ trợ kiểm tra an toàn, an ninh. Bởi vì khi tiến hành bảo dưỡng tổng thể, có trên 3.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân tham gia làm việc tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, gấp 3 lần so với thời điểm vận hành. Vì thế, đây được xem là một trong những khâu quan trọng nhằm đảm bảo quá trình bảo dưỡng nhà máy diễn ra an toàn. Anh em con phải tăng cường đi tuần soát trong phân xưởng nhiều lần trong một ngày, và đặc biệt là những giờ tan ca, những giờ buổi trưa. Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, hiện có trên 800 đoàn viên thanh niên, chiếm gần 70% cán bộ nhân viên của công ty. Là lực lượng nòng cốt tại công trình trọng điểm quốc gia, những đoàn viên thanh niên ở đây đã có mặt tại các vị trí quan trọng, tham gia xử lý các tồn tại kỹ thuật cùng các chuyên gia của nhà thầu và được đánh giá cao. Rất là một cái khối lượng công việc đồ sộ và cũng trách nhiệm không khác gì là khi chuẩn bị hoàn thành xây dựng nhà máy. Tức là rất vất vả, phải có trách nhiệm. Một sơ suất rất nhỏ thôi cũng có thể gây nên một hậu quả rất lớn. Vì vậy tôi cho rằng là đoàn viên thanh niên đang phát huy rất tốt cái vai trò của mình, chúng tôi đánh giá cao. Theo kế hoạch, nhà máy lọc dầu Dung Quất được bảo dưỡng tổng thể từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9. Công việc bảo dưỡng đã đi được một nửa thời gian, tuy nhiên càng về sau, khối lượng công việc và trách nhiệm càng nặng nề hơn. Cùng với các nhà thầu, các kỹ sư, công nhân trẻ của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đang phấn đấu, nỗ lực, góp phần rút ngắn tiến độ bảo dưỡng, sớm đưa nhà máy vào vận hành. Phát huy cái tinh thần của đoàn viên thanh niên đã thực hiện trong cái thời gian vừa đầu thì chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện tiếp cái nhiệm vụ chuyên môn của từng đoàn viên thanh niên và nhiệm vụ xung kích của đoàn viên thanh niên thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn một cách quyết liệt nhất để đảm bảo nhà máy được bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất, đảm bảo thành công, an toàn, ổn định. Nhà máy lọc dầu Dung Quất giờ tan ca. Các đoàn viên thanh niên của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, những chuyên gia, kỹ sư, công nhân luôn cảm thấy tự hào khi được đóng góp trí tuệ, sức trẻ và tinh thần xung kích nhằm sớm hoàn thành việc bảo dưỡng để đưa nhà máy vận hành 100% công suất trở lại. Ngày 30 tháng 8 tại núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ khánh thành đền liệt sĩ ghi nhớ công ơn các anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chống càn của thực dân Pháp cách đây 57 năm. Đây là hành động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Cách đây 57 năm sau thất bại trên chiến trường Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã mở nhiều đợt càn quét vào khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong tuyến phòng thủ sông đáy, trong đó có núi Chùa là địa bàn trọng điểm đánh phá của chúng. Ngày 21 tháng 5 năm 1954, tại đây 175 chiến sĩ đã hy sinh và mất tích. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng hiện nay nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Chúng tôi là những người may mắn còn tất cả kế tiếp vẫn còn sống đến nay được hưởng cái độc lập tự do này. Nhưng chúng tôi vẫn có một cái niềm suy nghĩ là bây giờ còn như vậy hàng trăm đồng chí hy sinh oanh liệt như thế, cống hiến như vậy nhưng chưa được xác định là công nhận là liệt sĩ, chưa xác định được danh tính. Đấy là điều mà chúng tôi rất mong muốn và cũng với thấy rằng là mình phải làm cái gì đó. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, tỉnh Hà Nam đã công nhận khu tưởng niệm này là khu di tích lịch sử cấp tỉnh và đầu tư xây dựng khu tưởng niệm có quy mô lớn. Giai đoạn 1 của khu tưởng niệm có diện tích trên 11 hectare, kinh phí xây dựng là 24 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách cũng như sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Hưởng tháng an toàn giao thông, sáng hôm nay 31 tháng 8, tại nhiều địa phương trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông. Tỉnh Quảng Ngãi là một trong những tỉnh thành sớm nhất đã có những hoạt động thiết thực nhân dịp này. Chủ đề tháng an toàn giao thông năm nay là phòng chống uống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông, nhằm thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trên cả ba mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh cùng với Ban an toàn giao thông các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giám sát, phát hiện và lên án các hành vi vi phạm. Đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đã uống rượu bia không tham gia giao thông, nếu vi phạm sẽ xem xét về mặt thi đua khen thưởng của đơn vị, cá nhân. Sau lễ phát động, lực lượng công an giao thông, thanh tra giao thông cùng đoàn viên thanh niên tổ chức ra quân và diễu hành trên các đường phố chính thành phố Quảng Ngãi để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tháng an toàn giao thông. Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lễ ra quân hưởng ứng tháng 9, tháng an toàn giao thông năm 2011 được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng với tinh thần kiên quyết không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện. Trong tháng an toàn giao thông năm nay, tỉnh Quảng Nam quyết tâm đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường các biện pháp xử phạt nặng các hành vi uống rượu bia khi điều khiển phương tiện các loại. Ngay sau lễ phát động ra quân tháng an toàn giao thông, hàng trăm phương tiện của các lực lượng chức năng và hàng nghìn cán bộ nhân dân 13 xã phường, học sinh sinh viên các trường học đóng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đồng loạt ra quân diễu hành trên các trục đường phố chính, tạo khí thế sôi nổi, hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 8, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng an toàn giao thông năm 2011. Trong 8 tháng qua, tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 99 người chết và 191 người bị thương do tai nạn giao thông. Mục tiêu tuyên truyền về tháng an toàn giao thông năm nay của tỉnh Quảng Ninh là hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, cảnh báo các hiểm họa của việc lạm dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. Ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn. Ngày 30 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu với sự tham gia của đại diện các tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự, xã hội, các cơ quan quản lý thuộc các tỉnh phía Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều cho rằng biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó đến đời sống người dân đang ngày càng rõ ràng. Trong bối cảnh đó, việc chia sẻ những kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu giữa các địa phương, giữa các nhà khoa học với người dân ngày càng cấp thiết. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung đề cập là việc xây dựng, phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững, hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình trong ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã được giới thiệu như hiệu quả sử dụng mô hình tủ bioga tại An Giang, Đồng Tháp và Long An, xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng bảo vệ rừng và đa dạng sinh học để thích ứng với biến đổi khí hậu ở Kiên Lương, Kiên Giang, các giải pháp sản xuất rau an toàn, đặc biệt mạng lưới cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được giới thiệu tại hội thảo.
Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và những người trực tiếp lãnh đạo thực thi các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu tại các địa phương từ Bình Định đến Cà Mau cùng hành động và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về việc lồng ghép và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đề ra các biện pháp khắc phục những thách thức còn tồn tại. Cùng với xã Nghĩa Đô và Yên Sơn, Việt Tiến là một trong 3 xã được huyện Bảo Yên, Lào Cai chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đến nay, toàn xã đã đạt được 7 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới theo chương trình quốc gia quy định. Để thực hiện tốt và bền vững các tiêu chí tiếp theo, Việt Tiến xác định phải nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó bước đột phá là đi lên từ mô hình kinh tế trang trại với các loại cây còn chất lượng cao. Trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ xã Việt Tiến đề ra mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 600 kg thóc một năm. So với mức hiện nay là 350 kg một người một năm, xã đã tập trung chỉ đạo, khuyến khích các hộ nông dân tích cực phát triển mô hình theo hình thức trang trại, vườn ao chuồng, rừng và dịch vụ. Ngoài thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc, gần đây Việt Tiến được biết đến với những hộ nuôi nhím, nuôi lợn rừng, trâu bò sinh sản, trồng thanh long với thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Căn cứ vào cái điều kiện của xã Việt Tiến thì chúng tôi tập trung vào là phát triển là cái lâm nghiệp và chăn nuôi. Thì đối với lâm nghiệp thì chúng tôi tập trung vào trồng rừng và trồng cây lê măng. Thế còn đối với chăn nuôi thì chúng tôi tập trung vào là chăn nuôi lợn, trâu. Hộ ông Nguyễn Văn Tự ở thôn Hòn Nón 2 có trên 10 hectare đất làm trang trại, kết hợp trồng quế, cam và thanh long, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Đến bây giờ thì vườn rừng những này cũng trồng ổn định cả rồi. Đấy, 4-5 hectare thì có trong đó thì có 3 hectare quế cũng trồng ổn định rồi. Đấy, là còn lại keo rồi là bồ đề những là cũng chuẩn bị thu. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cách lựa chọn khâu đột phá của Việt Tiến đã tạo được những kết quả khả quan. Đây sẽ là nền tảng để Việt Tiến tiếp tục huy động sức dân, huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, bền vững đúng tiến độ.